Xin mến chào tất cả anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Văn Quỳnh Bất Động Sản ạ. Kênh chuyên review các dự án bất động sản tại khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh. Và dự án hôm nay mình sẽ review đó chính là dự án Việt Úc Vera. Dự án Việt Úc Vera có quy mô hơn 20 ha, nằm trên mặt tiền đường DT830 thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, do công ty trách nhiệm hữu hạn Công Thương nghiệp Thịnh Hưng làm chủ đầu tư, với hơn 1.290 lô đất nền nhà phố, biệt thự có diện tích phân lô từ 90 đến 150 mét vuông. Đây là dự án được triển khai và mở bán vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, thời điểm Quỳnh đang thực hiện video này là vào tháng 5 2024, thì về phần hạ tầng dự án vẫn chưa được hoàn chỉnh 100%. Ở giai đoạn 1 thì đã xong đường nhựa, vỉa hè, cây xanh, đèn đường rồi, nhưng mà cái hệ thống điện âm nước máy thì vẫn chưa được lắp đặt. Còn ở giai đoạn 2 thì chỉ vừa mới xong đường nhựa và đang lát vỉa hè thôi. Về phần pháp lý thì sau thời gian mở bán là 5 năm thì hiện tại dự án vẫn chưa ra sổ riêng anh chị nhé. Cũng có thể là vì các cái công trình hạ tầng tiện ích chưa hoàn thành cho nên là không thể nghiệm thu để ra sổ hồng riêng được. Hiện tại ở dự án cũng không thấy chủ đầu tư bán hàng và cũng rất ít sản phẩm ký gửi bán lại. Và vì vậy nên là dự án cũng rất là ít thông tin ở ngoài thị trường luôn. Vừa rồi thì có một khách hàng đã liên hệ Quỳnh để ký gửi một vài nền ở trong dự án này, có mức giá khoảng 14 triệu một mét vuông anh chị ạ. Theo như Quỳnh thấy thì đây là một dự án có quy mô và vị trí khá là đẹp. Hy vọng trong thời gian tới thì chủ đầu tư sẽ đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và pháp lý chuẩn chỉnh để có thể thu hút được nhiều khách hàng quan tâm và giúp cho cái tỷ lệ thanh khoản của dự án được tốt hơn. Và vì dự án cũng khá là ít thông tin cho nên là Văn Quỳnh chỉ có thể cập nhật cho anh chị những cái hình ảnh về tiến độ hạ tầng của dự án mà thôi. Nếu anh chị có thêm thông tin về dự án này có thể bình luận ở bên dưới để mọi người cùng tham khảo nhé. Kênh Văn Quỳnh chuyên review các dự án bất động sản tại khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin về các dự án tiếp theo anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ạ.